quay video. Em mới bẹt số 6 chính nè. Đứng lên. Chúng ta của anh đứng lên. Quay video clip. Anh đứng lên. 6 anh sẽ có phần từ sướng tới tới biên trong đó. Ê tao quay rồi đâu có mặt tại trong đó được. Đâu kia ta. Để ta đi. Ôi ghê quá. Ít bữa làm tay lừa. Ai đi. Phương đâu? Phương đâu? Phương đâu? Phương kia có hai Phương rồi mà. Ô mẹ ơi, phụ trách cái âm thanh gì đó mà. Hôm nay hát không lây nào. Hát không lây nào. Đúng không? Bởi đứa đó giọng hơi lắm. Không. Không. Thôi đứng lên đi, đứng lên hát đi. Thôi đâu, không nghe đi. Đây, đợi ta. Ráng chụp tóc hát được. Bay lên. Còn bài đây đâu? Kìa. Còn bài gì nào? Ông biết đàn có mấy bài. Đây là hương khùng. Hát to nhưng mà hợi mới sợ gì mà mèo nhau hát to. Cuốn tập thể em dường như đâu đó chẳng có thả ngã dừng ta nghe đâu đó ai nói gì nói tâm về em đây ngồi mà đây mà đang hót cái gì đó hơi nhỏ vậy đó chứ bây giờ quê gì ít bữa ấy bữa thì hát cả hậu trường luôn mà mày có coi như mày đang hát trực đi trời bao giờ đóng xe lòng này lòng này đường vỡ ta hát cha là thanh thang trước đây này lòng hoàn mặt rồi ấy xanh hồng màu tím vàng cho quên đi bao nhiêu đi vui lên đi hơn đi bay nữa đi lung linh trong hương luôn đang chờ gần tùy trong chim bao bay lên trên mọi người nhẹ nhẹ nhàng lại bay lên trên mọi người cuộc đời như lăng lăng không ngày ngày quay quay thôi đi tập trắng này tập cho nha nếu như anh đi Hello.
sao bây giờ ta rơi bát 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 xem mai đi tìm cho tôi em từ đây đã xa sẽ rất buồn là thế thôi, anh sẽ là giấc mơ để em cùng bên sau tìm anh trốn xa vô đâu. Anh của nó là gì? Đừng có ai sẽ nhìn với em. Em thấy về xa đây này. Ba ta, ba ta sao mình hai? Anh sẽ là giấc mơ để em cùng bên sau. Nhóm mở này. Quen. Rồi. Trời ơi, ông ngoài nãy từ